Bây giờ hiện tại đã đỡ lắc rồi, nên mình tiếp tục chơi tiếp nha. Có vẻ như chúng ta chuẩn bị đánh một trận chiến đầu tiên. Vâng, đây là trận chiến poker đầu tiên. Đi nào, Pikachu. Đây là kỹ năng cái này Pokemon. Như vậy ô đầu tiên này là ô kỹ năng và bộ skill của nó. Cái này tăng speed. Kỹ năng Thunder Shock. Điện, nhiệt điện. Nhưng mà là win rồi. One hit. Quá ghê. Chạy ngay đi. Ôi lắc lắc lắc. Chạy ngay đi. Hay du. Như vậy đó, hiện tại mình đang làm những nhiệm vụ các bạn lên level 4 rồi. Tiếp tục nhá. Nó kích, nó bảo mình kích vào cái này để làm cái gì thì anh như vậy để gọi ra con để gọi ra một con Pokemon đi theo chúng ta. Ôi chạy như vậy. Ôi chạy kìa. What the hell. Mình xin nó chạy vào trọng cả mặt. Đầu tiên kết vào cái lâu, sau đó là kết vào cái Pokemon này. Chúng ta chúng ta cứ làm theo hướng dẫn mà thôi. Không biết gì đây. Như vậy là tăng level. Tăng level cho con Pokemon Pikachu. Auto Routine. Complete. Như vậy là lên được level 5 rồi. Hiện tại mình đang tìm con Pokemon phải. Tìm. Ui. Đây là một con Pokemon không bóng lửa. Charmander. Giật xét. Ui, không có hiệu quả. Bây giờ kết vào Bad túi. Kết vào Pokemon Bon. Ultra Bon. Ui. Còn lại kết vào để thu phục nó. Như vậy là mình đã thu phục được con Charmander. Yeah. Đây bắt được em Charmander rồi. Một em hiền hòa. Hồi nhỏ mình rất thích con Charmander đấy. Hồi nhỏ là mình xem để ngán tập mà nhân vật chính sử dụng con Charmander để theo dài. Mà không ngờ là vừa gọi con Charmander ra thì nó nằm ngủ. Kiểu như nó xem thương hơn chủ nhân. Vừa gọi ra thì nó nằm ngủ. Hồi nhỏ thì mình xem ngang đoạn ấy thì VT3 là không chịu nữa. Hồi nhỏ nghĩa rằng cách đây khoảng tầm hơn 15 năm thôi các bạn. Hơn 15 năm thì cái đây là lúc đó là lần đầu tiên mình xem Pokemon. Xem ở trên VT3. Thì đây. Chưa quá lâu như vậy thôi nhé. À, hiểu. Hiện tại mình hơi dụt tiếng Anh. À, cái này là gì này, cái này là tiện hóa. Evolution tiến hóa. Tiến hóa từ Charmander lên Charmeleon. Vậy thì đây là một phương pháp dạy thi thế các bạn. Một cách để dạy thi. Rồi bây giờ nhìn là trực giác rồi. Để yêu đương rồi. Ok. Tôi có một con khủng long dạy thi xong. Hiện tại thì mình đã chơi phiên bản của nước ngoài nha các bạn. Có lẽ ở Việt Nam thì tầm khoảng 1-2 tuần nữa nó sẽ được ra mắt. Thời gian tới mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để làm những video về game poker này. Hiện tại mình cũng đang tìm hiểu game Minecraft, Pokemon. Nếu như bạn nào muốn làm chung với mình thì mình phải liên hệ nhé. Như vậy đây là ăn kẹo này để tăng SP. Ăn nào. Ăn kẹo sâu răng. Tiếp tục làm quét. Chạy như bay. Ôi nhìn nó chạy trọng mặt luôn.
Hoàn thành. Như vậy thì nó cho một con này như vậy. Tìm Hala trên Oli City. Như vậy là tìm Hala. Vào đây. Computer, cho phải computer. Con có để làm gì nhỉ? Mình cảm giác có một sự nguy hiểm đến con chim này. Hay là con chim này được dùng hiện tế nhỉ? Các bạn thông cảm nha, nó hơi lắc. Không như vậy là gọi con chim ra địch. Con cú, mình gọi là con cú. Sức mạnh của nó là 75. Alright, đọc lại. Sắp tới thì mình có thể, có lẽ mình sẽ dành một nửa thời gian trong ngày để làm về game du lịch hàng năm, và một nửa thời gian còn lại mình sẽ làm về game poker này, cộng tìm hiểu cũng như là có phương án tối ưu để kênh ngày càng phát triển hơn. Cho dù sau này mà ở game du lịch hàng năm Việt Nam có sập thì mình vẫn làm tiếp nha các bạn. Mình sẽ làm để khi nào mà bên game Trung Quốc mà sập thì vậy mình mới nghỉ. Còn ở game du lịch hàng năm ở Việt Nam có sập thì mình cũng cứ mặc kệ làm tiếp. Ôi nó hơi lắc, các bạn thông cảm nhá. Khi mà các bạn chơi ở server này mà thêm một cây nữa thì các bạn sẽ được tăng một con heo ở kia, con heo ở dưới kia. Hiện tại nếu như bạn nào muốn tìm hiểu thông tin về game Pokemon này thì các bạn có thể search ở trên Facebook, đó là Poke Liên Quân nha. Phá nhau nào, ui ra bông sâu. Pikachu Ground. Kỹ năng này là gì nhỉ? Như vậy là con Pokemon của mình là bị con Pikachu đã bị nhiễm độc rồi. Cũng độc. Hiện tại thì đường truyền tại Việt Nam đang bị cầm một cắn, nó hơi lắc. Ôi win rồi. Hồi nhỏ là mình thật sự trong tất cả những phim hoạt hình mình đã từng xem thì mình thích xem nhất đó là phim Pokemon này. Nhưng sau này lớn lên thì kiểu như là dòng đời ngắn trải qua nhiều chuyện, bây giờ chỉ thích xem phim 18 cộng thôi. Bận là công việc, bận làm YouTube nên cũng không có nhiều thời gian để có thể trải nghiệm những nghĩa của tuổi thơ. Nhưng mà thật sự thì hồi nhỏ mình thích xem nhất đó là phim Pokemon. Win rồi. Đi tìm Hala trên Hau Oli City. Như vậy là lên được level 7. Các bạn thấy lên level cũng khá nhanh nhá. Chúng ta nên chăm chú tập trung vào những nhiệm vụ này. Vì nó hướng dẫn chúng ta rất kỹ. Như vậy là chúng ta vừa tăng được sức mạnh của con Pikachu lên. Hiện tại qua nhiệm vụ thì nó cho chúng ta được 3 con Pokemon. Các bạn thấy bên phải thì dưới màn hình ta nó có ghi thông báo là chúng ta một ngày nữa là nó sẽ tăng chúng ta một con Pokemon điện thoại. Đây là con Poplio. Đấy nha, next day legendary này. Mình nghĩ là 24 giờ nữa nó sẽ tăng chúng ta con này. Computer, kéo con này xuống. Như vậy là hiện tại có được 4 em rồi. Tiếp nào. Chạy như bay. Ui, nhìn được cái gì nhiều. What the hell. Chạy hơn cả tên lửa.
ok, level 8. Phất mở, mở cái menu lên. Gì đây? Đây các bạn như là một chặng đường thì phải. Cái này quét, nếu mình nghĩ là ở Việt Nam nó chỉ thành tới quét. Như vậy là mình quét được một con Charmander. Và lại dùng con Charmander này để tiếp tục nâng cấp nó. Kích vào avatar. Cái này thủ cười thế vậy. Cái này là cúp, cúp vàng, cúp bạc. À cái này là ghi là bắt đầu luyện tập. Như vậy là bắt đầu. Oh, con Pidgeot. Hồi nhỏ cái này khoảng 15 năm mình cũng có xem Pokemon, mình cũng biết con này. What the hell, Ultra Ball thì thường là bắt được, khó mà thoát được, cũng như là thoát được. Như vậy là bắt được con này rồi. Chim, chim trong quần chim bay ra, chim tung cánh phá tan quần đùi. Ok, như vậy là xong những anh em hướng dẫn cơ bản đầu tiên. Bây giờ chúng ta kết vào một loạt những event này, một tỷ event. Facebook group anh chàng kết vào. Kế cũng biết bằng cái gì, kết vào. Nhân như vậy là xin là gì đây, điểm danh, điểm danh ngay đâu. Hiện tại mình cũng chỉ biết là cái game này là nó reset vào ngày nào. What the hell, gì đây, biết không. Để hàng ngày trên Pokemon. Ôi rất đẹp. Đây là con Mewtwo. Con nhỏ mà rất thân tượng con đó. Ok, bây giờ đi làm gì đây. Pikachu. Ôi con này level 6. Hãy đuổi con Pokemon này. Charmander xem. Thay đổi. Ôi điệt. Lửa Ember, lửa. Lửa này, ui như vậy là nó cũng có hiệu quả cho lắm. Như vậy con lửa này đánh được con chim kia là không phải là khác bánh cho lắm. Thêm một lần nữa. Như vậy là sao một em. Để di chuyển trong game Pokemon này thì chúng ta sẽ dùng dùng màu phím ảo. Như vậy mình đã win được trận đầu tiên. Từ lực cảnh sinh, từ lực cảnh sinh win được trận đầu tiên và nhận được cái đá này. Để đi một bước là gặp một con Pokemon. Chuyện thật như đùa. What the hell. Ôi một con Happy. Con này mình nghĩ là con này là bay và cỏ, như vậy là sẽ lừa. Nhưng mà mình cứ giống sẹt đi. Ôi đâu. Những con Pokemon ở trong đâu này thì nó hơi yếu. Hồi mà mình xem Pokemon ở trên đài VTV3 thì lúc ấy có thể nói là con Charmander là một trong những con mạnh nhất.
lúc ấy mình còn không có tiền để mà thuê bắn đĩa mà xem phân bon, nên người có thể nói rất thèm khát. Sau này thì mình có mượn được một quyển một cuốn bắn đĩa nha các bạn, và xem một tập Pokemon mà mình rất thích. Tập đó là xuất hiện con Meowtru, không biết mình có đọc đúng không. Meowtru tập đó là con Meowtru thiền đánh với con Meowtru ác, và cuối cùng là cả hai hòa nhau. Nhân vật rất lắc. Mình còn đọc một thông tin là phải sáng đến ngày 22 tháng 7 năm 2018 thì đường truyền tại Việt Nam mới ổn định được. Như vậy là Windows sao rất nhiều sóng gió. Windows chạy đi nhanh, chạy nhanh đi. Dạ mà không còn ai cần bên em ngày mai, tạm biệt tương lai ngang trái. Ôi lắc thôi, hiện tại lắc quá nên có lẽ mình nghĩ mình sẽ tạm dừng nhá. Mình tạm dừng video đầu tiên về game Poké Liên Quân này. Game này có tên bản tiếng Anh đó là Poké Town. Xin chào tất cả các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã xem nhé.